Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách vận hành của xe cứu hỏa Kamaz trên nền xe là 43253. Thì cái video này nó sẽ có gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi tổng quan để xem cái xe này nó được trang bị những gì. Và thứ hai là chúng ta sẽ lên trên cabin xe, cabin lái. Và thứ ba là chúng ta sẽ xuống vận hành cái thao tác ở dưới khoang bơm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xung quanh. Xe này là xe Kamaz được gắn trên nền 43253, trang bị động cơ Cummins. Tiêu chuẩn khí thải là Euro 4, hộp số là ZF 6 cấp. Xe này là được trang bị bồn cứu hỏa là chứa thể tích là 5 khối và 400 lít bọt. Thì xung quanh xe là nó có những cái khoang để chứa dụng cụ. Đây là những cái khoang chứa dụng cụ chuyên về cứu hỏa. Nó có tổng cộng là 6 khoang. 6 khoang như vậy. Đây. Đây, rất là chuyên nghiệp. Đây có trụ cứu hỏa, ống hút này đó. Đây là bên hông này là 3 khoang để chứa dụng cụ cứu hỏa chuyên dùng. Còn phía sau này là khoang để chứa cái bơm và cũng là cái thao tác vận hành chính của. Đây là khoang vận hành của khoang bơm. Thì khoang bơm này nó gồm có bơm chính và một cái bơm hút chân không dùng trong trường hợp để mình mồi nước. Bên đây là các cái vòi cứu hỏa. Đây. Và đây là một cái lăng giá di động. Xe ngoài ra trên cabin này nó còn được trang bị những cái thang cứu hộ chuyên dùng. Và hai bên đây là những cái ống này là nó chứa những cái ống hút. Ống hút lớn. Đó, mỗi đoạn là 4m. Chúng ta có 4 đoạn là 16m. Đây là cái này là dùng để phun bọt tuyết, dùng cho chứa những cái hóa chất xăng dầu này nọ đó, là phải dùng cái bọt. Còn cái này dùng để hút nước, các bác tơ hút cạn những cái hở cái bể nước. Đây là lăng cứu hỏa trên nóc. Đây, chúng ta sẽ gắn lăng vô nha. Thao tác gắn lăng giá này rất là đơn giản. Là xong. Đây, lăng giá này có thể xoay 360 độ và chỉnh dòng lên xuống và chỉnh được cái góc phun, cái độ chụp của phun dòng nước. Muốn chùm thành tia hay là muốn xòe ra. Trên cabin này thì nó gồm có khoang lái của nó thì nó sẽ chứa được khoảng 3 người, bao gồm luôn cả người lái. Còn khoang cứu hỏa thì nó có sức chứa khoảng 4 người, thì tổng xe này là có sức chứa tổng cộng là 7 người, bao gồm cả người lái. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên cabin để có thao tác nó vận hành như thế nào. Đây là cái cabin lái của xe cứu hỏa 43253. Thì ở trên cái khoang lái này của mình nó có 3 chỗ ngồi. Đó, bao gồm tài xế và 2 ghế phụ. Còn nó có thông với lại cái cabin đằng sau của mình là cabin chở lính cứu hỏa, là nó có 4 ghế ngồi nên tổng cộng xe mình có thể chở được 7 người, bao gồm cả lái xe. Rồi, phía trước đây là cái táp lô của cabin mình. Thì ở bên đây là cái nút mở mát, mở nguồn điện cho xe. Đây, đấy, chúng ta mở nguồn điện cho xe. Ở đây. Còn bên đây là những cái tín hiệu chỉnh đèn. Thì đây, hai cái nút này là hai nút chỉnh cái đèn của cái cabin này, trong cabin mình đây. Đấy. Còn đây là cái đèn pha cốt. Chỉnh chưa gần như ra pha cốt ở phía lái. Đây là cái đèn báo.
đèn báo là một cái khoang nào đó của mình nó mở, các cái khoang chứa dụng cụ của mình á, hoặc là khoang bơm nó mở cửa. Mở cửa thì đèn nó sẽ sáng, nó báo mình mở cửa. Còn đây là cái mở cho cái còi của xe tắt nguồn. Và đây là mở nguồn cho còi của xe. Đây, mở lên. Đây chúng ta thấy. Thì trên đây nó có bốn nút. Nút trên này là cái nút mở đèn. Đây. Đấy, đèn nó chưa. Đèn này là đèn ở trên nắp cabin, những đèn báo hiệu. Nó gồm có cái đèn ở phía trước trên nắp cabin và một cái đèn đuôi ở phía sau. Đó, đèn cảnh báo. Đây là nút còi, còi là bằng tay chúng ta bấm vào cái còi luôn. Bước ra là nó sẽ tắt. Đây cũng là còi. Còn đây là còi tự động, bấm vô là nó sẽ hú liên tục. Ngoài ra nó có bộ đàm, tôi đang nhấn giữ. Alo, alo. Là nó sẽ có thông báo ra ngoài, có loa. Đó là cái chức năng của bộ đàm. Còn ở đây là cái dàn đèn quạt. À, đây là nút quạt, quạt gió, quạt trong cabin nè. Đây, nó sửa cái hạt này. Còn đây là cái nút đèn pha phía trước. Đèn pha trước, đây chúng ta trong cabin của mình nó có một cái tay tay nắm. Ở phía trên, đây bên dưới hụt. Đó, chúng ta bật cái đèn pha phía trước này. Nó là ở trên đó nó có một cái đèn pha, chúng ta sẽ xoay cái đèn đó. Rồi các cái hướng. Còn đây, đây là cái đèn pha phía sau. Đó, đèn pha bên hông, là hai bên hông của mình nó cũng có trang bị những cái đèn pha. Đèn pha bên trái, đèn pha bên phải. Và sau thùng xe, ở phía sau cái khoang bơm của mình nó có một cái đèn bên trong thùng. Và bật này là nó sẽ sáng cái khoang bơm của mình. Đây là năm cái nút về tắt đèn. Đây là cái nút về bê tô là cài bơm. Cài cái bơm bơm chính của mình á. Đấy, thì khi cài cái bơm này chúng ta lưu ý phải cắt côn. Cắt côn để nó cắt cái ly hợp ra, thì khi đó chúng ta mới cài bơm. Và chúng ta buông chân côn ra. Buông chân côn ra là chúng ta sẽ thấy cái tiếng máy của nó rất là khác. Rồi, đây là sưởi kiến. Đây là công tác sưởi bình dầu, hâm nóng bình nhiên liệu. Thường ở Việt Nam cũng chỉ có dùng ở bên Nga thôi, xứ lạnh này chúng ta mới dùng tới thôi. Việt Nam không dùng. Còn ba cái cần này là ba cái cần mà chỉnh hướng gió của trong cabin. Hướng gió trong cabin. Đây là cái công tắc cài khóa V-Sign. Công tắc này cực kỳ lưu ý. V-Sign này là chúng ta chỉ dùng trong cái địa hình mà trơn trượt thôi. Khi mà xe mình nó qua một cái đoạn hình đường trơn trượt đó, các bánh xe mình nó bị quay á, quay tại chỗ á, thì chúng ta mới dùng tới chức năng này. Để dùng chức năng này, xe chúng ta phải dừng lại. Bánh đầu nên chúng ta cắt côn và bật cái công tắc khóa V-Sign này. Khóa V-Sign nghĩa là khi đó là các bánh xe của chúng ta nó sẽ bị được khóa cứng lại với nhau, giúp chúng ta vượt qua cái địa hình trơn trượt đó. Và khi qua địa hình trơn trượt rồi, chúng ta phải tắt ngay cái này. Và thao tác tắt thì cũng phải cắt côn và tắt đi. Lưu ý, nếu như chạy trên địa hình cứng mà chúng ta bật khóa V-Sign, thì khi các bánh xe nó bị khóa cứng đó, chúng ta vào cua hay là lên dốc này nọ thì nó sẽ dẫn đến hỏng cầu. Tại lúc đó là nó hai bánh hai bên nó bị cùng tốc độ với nhau, nó bị khóa cứng rồi mà. Mà vào cua thì buộc là một bên nó sẽ khác tốc độ, bên trái bên phải nó khác tốc độ tùy vào góc cua mình, thì đó xe nó sẽ hỏng. Nên lưu ý cái nút khóa visa này rất quan trọng. Rồi còn đây là cái thắng tay. Đây là mình mở lên chạy nè, kéo lên nha, kéo lên gạt xuống. Đây là thắng tay bắn đổ đó. Đây, cầm số. Thì trước khi mà nổ máy thì chúng ta phải kiểm tra số. Đây, số của mình ok bình thường. Rồi chúng ta nổ máy. Đây, chúng ta phải mở một chìa khóa để cho tất cả các tín hiệu của mình nó được hết. Rồi, chúng ta mới để vào. Đây, chúng ta đã hướng dẫn xong cái thao tác ở trên cabin. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài bê tô để chúng ta xuống khoang bơm. À, các bạn thấy cái bơm mình nó đang chạy nè. Bơm mình đang chạy nhưng đang trong tình trạng là chạy không có nước. Nên chúng ta phải nhanh chóng trong vòng 10 giây chúng ta phải nó cắt ly hợp. Đây, rút này nó giống như là chúng ta đang đạp ly hợp. Cắt côn đi là cái bơm mình nó sẽ ngưng, nó không hoạt động nữa. Đó, để chúng ta thao tác ở dưới đây trong trường hợp bây giờ đang không có nước. Chúng ta mở ly hợp để chúng ta bu trên côn ra thì bơm mới lại hoạt động. Đấy, lưu ý là trong vòng 10 giây là phải chuyển từ trên cabin lái xuống dưới đây để cắt cái ly hợp này đi. Đó. Cắt ngay cái ly hợp đi để trong trường hợp bơm nó đang hoạt động không có nước sẽ hỏng bơm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở dưới khoang bơm này.
thì tôi sẽ giới thiệu sơ về các cái chức năng của các van này. Đây là cái bơm chính của mình. Đây, bơm chính. Đồng hồ áp suất của cái bơm chính và đồng của hút vào đầu vào đó nha. Đây là đồng hồ áp suất của đầu vào. Đây là đồng hồ áp suất của đầu ra. Rồi bây giờ các cái van. Thì van này là cái van mà từ trên bồn nó đi xuống cái bơm của mình. Đây, từ trên bồn nó xuống hoặc là từ dưới nước mình đưa lên đây. Đó, từ hút nước đi lên, đi vào trong cái bơm. Đây là cái nguồn cấp cho cái bơm. Thì bắt đầu từ cái bơm này mình đi ra thì nó sẽ ra rất là nhiều chỗ. Ra về phía bên phải mình nó sẽ có hai cái van. Đây. Cái này là mình đóng lại nè. Nằm ngang là đóng lại nha. Đối, nằm ngang là đóng lại. Còn nằm mà xuôi theo cái chiều ống là mở. Ngang là đóng lại. Thì đây mình có hai van, nó tượng trưng cho hai cái ống ra đây. Đây. Hai cái ống ra, mỗi bên nó có hai cái ống ra. Thì tương tự bên này cũng vậy, bên này nó cũng có hai cái ống ra. Đây, hai ống ra. Thì cái này nó đang ở vị trí mở nè, tôi sẽ khóa nó lại. Đấy. Khóa bên lại. Đó là bốn van ra hai bên. Rồi. Phía trên này nó có hai cái van chính, hai cái van lớn nữa. Thì một cái van là cái này nó sẽ cấp vào trong cái bồn và mình hút nước mình đưa vào trong bồn. Hút nước vào trong bồn. Còn cái van này là mình bơm từ cái bơm mình đưa lên trên cái vòi, lên cái lăng giá phía trên nắp cabin á. Đó. Còn đây là cái van trên không. Là trong trường hợp bơm mình không có nước, bồn cũng không có nước thì buộc mình phải hút nước từ dưới ao hay dưới hồ này lên trên đây thì phải có bơm trên không này để nó hút nước, nó mồi nước. Đó. Còn đây là hệ thống bọt. Cái test này là cái bình chứa bọt, bọt tuyết. Đây nó vào trong cấp và nó sẽ trộn với lại nước. Tùy vào cái tỷ lệ nước và bọt mình nó như thế nào thì mình sẽ chỉnh ở đây. Đây chỉnh cái tỷ lệ bọt và nước. Thì ngoài cái việc mà cấp bọt từ trên cái bể chứa này đi vào đây, chúng ta cũng có thể hút bọt từ bên ngoài vào. Nó làm sẵn cho chúng ta một cái van. Đây van này là chúng ta cấp bọt từ bên ngoài vào. Bình thường mình khóa lại, còn cấp bọt bên ngoài vào thì mình mở này ra. Khóa như này. Đó là hệ thống bọt. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác thử hút nước nha. Hút nước như thế nào. Đây, các cái ống mà chứa để hút nước nó sẽ được chứa trong những cái ống này. Đây chúng ta mở cái chốt này ra, rút cái chốt này ra. Và rút cái ống ra. Đây là cái rọ hút nước lúc B. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thao tác hút trên không. Bây giờ hiện tại trong bơm và trong đường ống mình nó không có nước nên chúng ta sẽ không thể vận hành được. Buộc chúng ta phải hút nước từ dưới hồ cho nó mồi, nó đầy cái đường ống này. Để hút được trên không, trước mắt chúng ta phải kiểm tra tất cả các van phải là trạng thái đóng. Đóng toàn bộ. Chỉ cần có một cái van nào nó mở là hút trên không nó sẽ vô tác dụng. Kiểm tra, đóng hết. Bốn cái van ra ngoài, đóng. Van vô bồn hoặc là van lên trên lăng cũng đóng. Van từ bồn mà xả vô trong bơm cũng đóng, tất cả đóng hết. Chỉ mở mỗi một cái van duy nhất, đó là van trên không. Rồi sau đó chúng ta mở, đây là hệ thống điều khiển trên không. Bên trên không đây. Chúng ta nhấn nút này để nó mở nguồn. Khi thấy các đèn này nó sáng. Đây cái đèn xanh nó sáng, tức là đã có nguồn rồi. Thì chúng ta bắt đầu bấm nút này, nút này là để hút trên không. Thì đây nó có ba cái đèn. Đèn thứ nhất là đèn nguồn. Đèn thứ hai là đèn nó báo đầy. Khi mà nước nó đầy trong khoang bơm thì đèn này nó sẽ sáng. Thì tại nó đang tắt, tức là do bơm mình không có nước gì hết. Và đèn thứ ba là đèn báo lỗi. Khi có sự có lỗi gì đối với bên trên không này, đèn đỏ này sẽ sáng. Chúng ta phải kiểm tra cái lỗi. Giờ chúng ta sẽ bấm nút để nó hút nè. Nó vừa chớp sáng cái là chúng ta hút lạnh nữa. Thì bơm nó sẽ tự động tắt, bên trên không nó sẽ tự tắt. Là khoang bơm của mình nó đã đầy nước rồi. Rồi khi mà bơm nó đã, bơm mình đã có nước rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái bơm chính của mình. Bây giờ để bơm chính của mình giờ bơm đi đâu? Chúng ta khóa cái van trên không lại. Giả sử chúng ta mở cho nó vào trong bồn, bơm vào trong bồn đây, nó sẽ mở cái van này cho nó đi nước, nó hút từ dưới hồ. Hút từ dưới hồ nó đi vào trong bồn mình. Tôi mở ra. Rồi.
quay trở lại cái nút công tắc liên hợp chính nè. Bấm cái này là bơm nó sẽ chạy. Đây. Đây, mở liên hợp bơm chạy đấy. Đấy, bơm nó hoạt động rồi đấy. Ở đây là cái đèn báo mức. Báo mức của cái bồn chứa nước. Bên đây là mực nước và bên đây là mực của cái bọt, dung tích bọt. Thì đây nó chia là 25%, 50%, 75% và 100%. Bồn của mình là bồn 5 khối. Còn bọt của mình là bồn 400 lít. Đó là thể tích, đây nó chỉ là báo mức thôi. Cái đèn nó sáng hết chứ là mình bồn mình đã đầy. Đấy là bây giờ bồn chúng ta đã có nước. Rồi, đó là thứ nhất là thao tác hút nước vào trong bồn. Còn thao tác thứ hai, giả sử chúng ta không muốn hút nước vào bồn mà chúng ta muốn hút nước trực tiếp vào phun ra lăng giá luôn, thì chúng ta khóa cái van này lại, khóa cái van vào bồn lại, mở cái van lên trên lăng giá ở trên ra. Bây giờ là nước nó sẽ từ bơm nó đi lên trên cái lăng giá phun ở trên nóc. Vừa rồi là chúng ta thực hiện cái thao tác là hút nước từ dưới bể vào trong bồn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử hút thao tác là hút nước từ bể và phun trực tiếp ra lăng giá luôn. Phun trực tiếp ra lăng giá chứ không vào trong bồn nữa, thì chúng ta khóa cái van vào bồn lại. Khóa van bồn và chúng ta mở cái van cấp lên trên lăng giá. Và chúng ta cũng bật bơm giống như thao tác hút nước vào bồn thôi. Mở bơm ra. Tăng ga lên. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng đến cái thao tác thứ ba, đó là thao tác mà lấy nước từ trong bể, từ trong bồn của xe và phun lên trên lăng giá. Thì như vậy chúng ta phải tháo cái đường ống này ra, tháo ống ra để xả nước từ trong cái bể của mình nó vào trong cái bơm. Đây, giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác thứ ba, đó là lấy nước từ trong bể phun lên trên lăng giá. Thì để lấy như lúc nãy tôi có nói là phải tháo cái đường ống hút này ra, bít nó lại, và sau đó chúng ta xả nước nè từ trong bể nè, xả vào trong bơm mình. Đấy. Nước bây giờ nó sẽ được xả từ trong bể nó vào trong bơm của mình. Và mở lên hệ thống lăng giá nè. Đó. Cho nước nó lên trên lăng giá. Để chắc cứ là lần nữa chúng ta bấm nút bơm nè. Bơm hút trên không để cho nó mồi đầy cái. Ok. Là nước đã đầy khoang bơm của mình rồi, nên trên không nó không có hoạt động. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật bơm. Chúng ta cũng mở bơm như thao tác tương tự. Tăng tốc độ hành tua này. Vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là xong cái phần vận hành của xe cứu hỏa trên chassis Yakamaz 4353. Nếu các bạn có thắc mắc gì á, vui lòng liên hệ với lại với chúng tôi bằng số điện thoại và email ở trên màn hình. Và các bạn cũng vui lòng đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn.